người bố kể lại quá trình mang gần 15 tỷ đi chuộc con trai dưới tay kẻ bắt cóc. Ba nạn nhân trong vụ nổ bình gas tại Yên Phụ được chuyển bệnh viện bỏng quốc gia. Phát hiện nam thanh niên tử vong trong bùn nước inox. Nghi phạm vụ đoạt mạng ở Bình Thuận ra đầu thú. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn đón xem phần tin chi tiết. Thưa quý vị, liên quan đến vụ bé trai bị bắt cóc ở Long Biên mới đây gây xôn xao dư luận. Sau 10 giờ đồng hồ trắng đêm truy lùng, lực lượng chức năng đã cứu được cháu bé an toàn trở về với gia đình. Nhớ lại lúc tên bắt cóc tống tiền, bắt giao 15 tỷ tiền chuộc con, bố mẹ bé trai 7 tuổi như ngồi trên đống lửa, nhưng anh chị vẫn cố giữ bình tĩnh để cứu con về bố cháu bé cho hay đối tượng liên tục đe dọa và yêu cầu tiền chuộc nếu không nhận được tiền thì đừng nhìn thấy con ngày 15 tháng 8 công an thành phố hà nội đã tạm giữ đối tượng nguyễn đức trung sinh năm 1992 quê huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc để làm rõ hành vi bắt cóc bé nhp sinh năm 2016 ở phường việt hưng quận long biên để tống tiền sau 10 giờ truy tìm nghi phạm bắt cóc cháu p cháu đã được trở về với gia đình an toàn cháu P chơi đùa với chị gái ở nhà, không có biểu hiện hoảng sợ. Lúc này, vợ chồng anh NXC, bố cháu P, mới có thể thử vào nhẹ nhóm. Nhớ lại khoảnh khắc nghe tin con bị bắt, bố cháu bé vẫn không thể tin được sự việc này lại diễn ra tại gia đình mình. Anh C kể lại, khoảng 19 giờ 04 tối ngày 14 tháng 8, anh vừa đi thể dục về thì gia đình nhận được cuộc điện thoại từ người lạ, báo con bị bắt cóc, yêu cầu gia đình chuẩn bị 15 tỷ đồng để chuộc con. Cuộc gọi chỉ diễn ra mấy giây. Lúc này, anh C tưởng bị chiêu đùa nên bảo vợ gọi lại số lạ, thì thấy đầu bên kia tắt máy. Khi đó, anh mới tin còn bị bắt cóc nên bảo vợ kiểm tra camera, còn bản thân ra công an phường Việt Hưng trình báo, đồng thời nhanh chóng chuẩn bị tiền để cứu con. Anh nhớ lại, lúc đó hai vợ chồng rất sợ, bảo nhau không được khóc, phải bình tĩnh để giải quyết sự việc. Trong quá trình chuẩn bị tiền, gia đình anh C liên tục nhận được điện thoại từ nghi phạm. Khi trao đổi lại với kẻ bắt cóc về việc gia đình chỉ có 7 tỷ đồng, xong khước từ, anh Chiến cùng gia đình tiếp tục vay mượn, sử dụng cả tiền đô la Mỹ có sẵn trong nhà được hơn 14 tỷ đồng, thì nghi phạm đồng ý. Lúc này, kẻ bắt cóc mới đồng ý gặp mặt, trao đổi với điều kiện vợ anh Chiến phải một mình lái xe đem tiền đến điểm hẹn. Nếu không thực hiện đúng lời, con trai anh sẽ gặp nguy hiểm. Đến khoảng 21 giờ tối, gia đình anh C đã được nghi phạm cho nói chuyện về con vợ anh nhờ đối tượng mua đồ ăn cho con trong lúc gia đình chuẩn bị tiền. Lúc này, nghi phạm nói đã mua bánh mì cho cháu. Anh C cho biết thêm, từ 19h30 đến khoảng 2 giờ sáng ngày 15 tháng 8, gia đình tôi nhận được khoảng 30 cuộc gọi từ nghi phạm. Nghi phạm gọi 2 đến 3 cuộc rồi tắt máy rồi lại đổi sim. Cuộc gọi nào cũng yêu cầu gia đình tôi đưa tiền. Theo anh C, thậm chí, nghi phạm còn điện thoại đe dọa, uy hiếp gia đình anh Mày không nghe lời tao, mày không cần con, mày cần tiền à? Tao cho mày đúng đến không giờ, không thương lượng. Lúc đó, không nhận được tiền thì đừng nhìn thấy con. Đến 2 giờ sáng, nghi phạm gọi điện thoại cuối cùng xong tắt máy. Vừa anh xe nhắn tin, cầm tiền đặt lên ghế trước của ô tô, một mình lái xe xuống Duy Tiên, Hà Nam theo yêu cầu của nghi phạm. Trong thời gian vừa anh di chuyển, nghi phạm gọi điện thoại liên tục để gia đình không có thời gian báo cho lực lượng chức năng. Khi đến Duy Tiên, Hà Nam, nghi phạm yêu cầu vợ anh C đỗ xe trên cao tốc, còn nghi phạm ở đường gom bên dưới. Lúc này, nghi phạm yêu cầu xách tiền xuống, bước qua giải phân cách, đến khu vực đường gom trời tối om. Đối tượng đã yêu cầu vợ anh C mở túi tiền ra để kiểm tra xem có tiền bên trong không. Khi nghi phạm nhìn thấy rất nhiều tiền và nhận được tiền, vợ anh C hỏi, bây giờ anh nhận tiền, anh cho em xin con. Nhưng đối tượng nói, không, tao phải tiến lên một đoạn nữa mới cho con mày xuống anh c cho hay khi đó vợ anh vì quá lo cho con nên chặn đầu ô tô của đối tượng sau đó ôm chặt cánh cửa hết hôm nay anh có đâm tôi tôi cũng không đi ra bằng mọi giá phải lấy lại con lúc này đối tượng chạy chậm vợ tôi nhảy lên nắp capo sau đó đu vào cánh cửa để bám theo xe vợ tôi năn nỉ thả thằng bé xuống nên đối tượng mới dừng xe mở cửa để vợ tôi đón con khi đón được con vừa gọi điện cho tôi ỏa lên khóc nước nở, báo con đã an toàn, không có vấn đề gì nghiêm trọng. Nhận tin, tôi không kìm được nước mắt, ôm chầm lấy cán bộ công an. Nghe tin con an toàn, anh C rất vui và hạnh phúc vì con đã trở về, không có mệnh hệ gì. Anh C chia sẻ, từ lúc sự việc xảy ra, hai vợ chồng anh chưa ăn uống gì vì quá lo lắng. Khi gặp được con trai, anh C hỏi và con đã kể lại toàn bộ sự việc cho gia đình và lực lượng chức năng nghe. Anh C thuật lại lời con. Anh cho biết, con kể lại, được nghi phạm mua bánh mì cho ăn, nhưng con không ăn vì sợ tẩm thuốc độc. Khi khát nước, con chỉ xin nghi phạm cho uống nước. Tôi có hỏi cháu vì sao không ăn bánh mì, nhưng lại uống nước, thì con nói, thấy chú uống được nên con mới uống. Người bố này cho biết thêm, con anh kể lại, thời điểm cháu bị bắt cóc, đối tượng dán băng dính vào miệng cháu và đeo khẩu trang. Quá trình nghi phạm di chuyển có rút súng ra đe dọa cháu và nói, phải nghe lời nếu không sẽ bắn. Để mắc mộng với gia đình anh C đã kết thúc khi giải cứu được con an toàn. Gần 200 cán bộ chiến sĩ được huy động do Phòng Cảnh sát Hình sự chủ công đã triển khai phương án giải cứu thành công cho bé và đối tượng cũng đã bị bắt giữ, điều tra. Trong buổi họp báo chiều ngày 15 tháng 8, Công an thành phố Hà Nội đã có những thông tin ban đầu về vụ bắt cóc trẻ em nhằm tống tiền ở Long Biên vừa qua. Theo Thủ tướng Nguyễn Thành Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong quá trình truy bắt đối tượng, lực lượng công an đã chia làm nhiều mũi, xác minh ngay trong đêm ở nhiều địa phương khác nhau như Bắc Giang, Hà Nam, Hưng Yên để khoanh vùng đối tượng. Tất cả các mối quan hệ của kẻ bắt cóc đều nhanh chóng được làm rõ. Từ đó ra kết luận để dựng lên lộ trình gây án cũng như bỏ trốn của đối tượng. Không chỉ sử dụng biển kiểm soát giả để né tránh sự theo dõi, truy đuổi của lực lượng công an, đối tượng còn liên tục gây sức ép tới gia đình bị hại, đưa tiền hoặc mất con để giải cứu bé trai an toàn lực lượng công an một mặt truy bắt mặt khác gia đình của cháu bé đã huy động vay mượn tiền từ bạn bè người thân để đáp ứng yêu sách của nghi phạm theo thiếu tướng tùng nghi phạm chọn điểm giao tiền tại khu công nghiệp đồng văn tỉnh hà nam vì đây là địa bàn vắng vẻ có tầm quan sát rộng và nhiều lối thoát nếu bị vây bắt sẽ dễ dàng bỏ trốn trong quá trình giao dịch đối tượng chỉ cho mình mẹ cháu bé tiếp cận thiếu tướng tùng cho biết Chúng tôi đã phải đưa ra nhiều phương án, nhưng việc đảm bảo an toàn cho cháu bé là cao nhất. Do đó, khi mẹ cháu đưa tiền, chúng tôi đã không tiến hành bắt giữ, mà để khi nạn nhân đã an toàn, các chiến sĩ mới bao vây, bắt đối tượng. Và đó cũng là lý do tại sao, khi mẹ cháu bé tới điểm hẹn của kẻ bắt cóc, lực lượng công an không xông ra, vây bắt đối tượng ngay lập tức. Bên cạnh đó, trong quá trình bắt bao vây, nghi phạm đã nổ súng khiến một chiến sĩ công an bị thương ở đùi. Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Đức Trung khai nhận do vay nợ tiền của nhiều người không có khả năng chi trả nên nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản của các nhà dân sinh sống ở các khu đô thị cao cấp tại Hà Nội. Tuy nhiên, Trung không trộm cắp được tài sản nên nảy sinh ý định bắt cóc một trẻ em để đe dọa cưỡng đoạt tiền của gia đình cháu bé. Sau khi nảy sinh ý định trên, Trung đã mua một cuộn băng dính to, một đôi găng tay, hai dây chun buộc hàng tại một chợ trên địa bàn quận Long Biên. Sau đó, khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, Trung đi đến khu vực trước cửa biệt thự C6BT7, khu đô thị mới Việt Hưng, phường Việt Hưng, thì phát hiện và thực hiện hành vi bắt cóc cháu NTP. Vụ việc lần này quá đỗi nguy hiểm. May mắn, đối tượng vẫn chưa làm gì ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe cho bé. Cũng như lực lượng công an đã có những kế hoạch phù hợp, nhanh chóng để bảo vệ an toàn của cho bé và gia đình nạn nhân. Có thể thấy, các đối tượng bắt cóc trẻ em hiện nay vô cùng manh động. Chúng có thể nghĩ ra vô vàn những kịch bản để có thể đạt được mục đích của mình. Từ sự việc trên, mỗi gia đình cần cẩn trọng, không nên chủ quan trong việc trông coi con trẻ, dù đó là nơi an toàn nhất đi chăng nữa. Vâng thưa quý vị, vừa qua tại Yên Phụ, Hà Nội đã xảy ra một vụ nổ khí gas khiến bốn nạn nhân bị thương. Trong đó có 3 người bị bỏng nặng được chuyển đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia. Chứng kiến vụ nổ lớn, nhiều nhân chứng gần đó kể lại sự việc không khỏi bàng hoàng với sức công phá của nó. Một nhân chứng cho biết các mảnh kính vỡ bắn tung tóe, bắn vào hai nạn nhân đang đi đường. Theo đó, khoảng hơn 10 giờ ngày 15 tháng 8, vụ nổ xảy ra trên đường Yên Phủ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội. Sức ép của vụ nổ khiến toàn bộ mặt tiền số nhà biến dạng, đường dây điện chạy qua cũng trúng xuống, cây cối xung quanh gãy cành nằm la liệt chắn ngang đường nhiều xe máy đổ nằm trên đường và trên hè Phú Yên Phủ. Vào thời điểm trên, có một số người dân lưu thông theo hướng đầu đường Thanh Niên về cầu Long Biên bị sức ép của vụ nổ nằm bất tỉnh ngay trên đường và trên vỉa hè. Ghi nhận được vụ việc, trưa ngày 15 tháng 8, lực lượng chức năng đã căng dây tạm phong tỏa ngôi nhà số 42 Phú Yên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội sau vụ nổ cực lớn này. Tại hiện trường, toàn bộ tầng một ngôi nhà số 42 gần như bị phá hủy hoàn toàn nhiều đồ đạc và kính bắn tung tóe ra đường và vỉa hè cách xa hàng chục mét. Chứng kiến vụ nổ lúc đó, một nhân chứng kể lại tiếng nổ lúc đó lớn như bom. Một người dân đi xe máy qua số nhà 42 bị đồ đạc kính văng ra, bị ngã ra đường. Sau tiếng nổ, một số người từ trong nhà bỏ ra. Họ đã được đưa đi cấp cứu. Một nhân chứng khác chứng kiến vụ nổ trên, anh Lưu Xuân Tuyên, dân sinh sống gần đây vẫn chưa hết sợ hãi. Theo anh Tuyên, lúc sáng khi anh ngồi uống nước ở đường Yên Phụ thì nghe thấy tiếng nổ lớn như bom, cùng với đó kính bắn tung tóe sang đường đối diện. Anh Tuyên kể lại, tôi nhìn vào căn nhà bị nổ, có hai người bò ra thì bị bỏng gần như toàn thân, còn một người bị chảy máu rất nhiều. Có một người đi đường là shipper cũng bị thương rất nặng, bị kính găm vào người. Một số người khác đi ở đường bên đối diện, cách vụ việc khoảng 50 mét, cũng bị kính bắn vào người. Sau đó, các nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu luôn. Theo anh Tuyên, sau tiếng nổ thì có mùi rất khét, không thấy lửa bốc cháy. Thời điểm xảy ra nổ, rất may phương tiện qua lại ít, nếu không sẽ có rất nhiều người bị thương. Anh chia sẻ thêm, nhiều người khi chứng kiến vụ việc cũng đã chạy tới giúp đỡ và đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Nếu vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm, nhiều người đi lại thì không biết hậu quả sẽ như thế nào. Tôi thấy có 3 trong 4 người bị thương rất nặng. Các nạn nhân sau đó được nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đại diện Bệnh viện Đa khoa Sinh Pôn cho biết, có 4 người bị thương nặng đã được đưa đến cấp cứu tại đây. Nguyên nhân ban đầu là do nổ khí gas. Trong số này, có 3 người bị bỏng nặng, kem bỏng hô hấp đã được chuyển về Viện Bỏng Quốc gia. Hiện bệnh viện đang tích cực cứu chữa cho một nạn nhân. Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại về người và tài sản. Nguyên nhân ban đầu xác định vụ việc xuất phát từ nổ bình ga sinh hoạt. Vụ việc đang được khẩn trương điều tra rất nhiều vụ việc nổ lớn xảy ra thương tâm từ việc do gì khí gas. Mỗi hộ gia đình cũng như nhà hàng cần đặc biệt lưu ý kiểm tra định kỳ thường xuyên bình ga sử dụng, mua gas tại những nơi uy tín đã giảm thiểu những thiệt hại về người cũng như tài sản như vụ việc vừa qua. Tại huyện Vân Canh, Bình Định mới đây, người dân bất ngờ phát hiện một nạn nhân đã tử vong trong bồn nước inox sau khi nghe thấy tiếng động lạ dưới hiên nhà miệng bồn nước bé nhưng không biết lý do gì lại có người tử vong trong đó. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra. Theo thường trình của ông TVA, sinh năm 1964, ngụ thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh. Khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, khi cả gia đình đang ngủ thì ông nghe tiếng chó sủa, sau đó là tiếng động lạ trong bồn inox chứa nước 960 lít đặt ngoài hiên nhà. Ông A bật dậy, lấy đèn ra hiên nhà kiểm tra thì phát hiện một nam thanh niên trong bùn nước. Nạn nhân tầm 30 tuổi, mặc quần đen, áo thun đen. Ông A à không khỏi hoàng sợ, ông cho biết. Lúc phát hiện thi thể trong bồn nước, tôi la lên để mọi người trong nhà và hàng xóm đến hỗ trợ. Miền bồn nước bé tí, nhưng không hiểu sao, nạn nhân lại có thể tử vong trong đó. Nhận được tin báo, công an huyện Vân Canh cùng các đơn vị chức năng lập tức đến hiện trường xảy ra vụ việc để điều tra vụ việc. Ngày 15 tháng 8, Công an huyện Vân Canh đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Định và đơn vị chức năng tỉnh này tiến hành khám nghiệm hiện trường để phục vụ điều tra làm rõ tung tích cũng như nguyên nhân dẫn đến vụ việc của nam thanh niên này. Liên quan đến vụ án mạng ở Bình Thuận, sau một ngày bỏ trốn khỏi địa phương, nghi phạm Nguyễn Đức Khánh trong vụ dùng hung khí sát hại người tử vong trên quốc lộ 1 đã đến cơ quan công an đầu thú. Tin từ phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận cho biết sau nhiều giờ tổ chức lực lượng, lượng truy bắt và thông qua công tác vận động, lúc 22 giờ ngày 14 tháng 8, Nguyễn Đức Khánh, nghi can dùng dao ra tay khiến hai người thương vong đã đến cơ quan công an đầu thú. Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 13 tháng 8, anh Cao Trúc Linh, ngụ xã Hàm Kiệm, Hàm Thuận Nam, đang nhậu với một số người bạn thì có nhắc lại mâu thuẫn với một thanh niên tên Nguyễn Đức Khánh, 26 tuổi, trước một căn nhà gần quốc lộ 1, đoạn qua xã Hàm Kiệm. Sau đó, linh Hẹn Khánh đến một vựa thanh long ven quốc lộ 1A thuộc xã Hàm Kiệm để giải quyết mâu thuẫn. Đến khoảng 22 giờ, cả hai gặp nhau tại địa chỉ đã hẹn và xảy ra cự cái rồi lao vào tác động tay chân. Trong lúc cự cãi, anh Linh và một người tên Duy chưa rõ lai lịch bị Khánh dùng dao tác động nhiều nhát khiến anh Linh gục xuống lề đường. Hậu quả, anh Linh tử vong trên đường đi cấp cứu. Thanh niên tên Duy đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu. Sau khi gây án, nguyễn đức khánh đã rời khỏi hiện trường bỏ trốn nhà được tin báo cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hàm thuận nam nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi và huy động lực lượng truy bắt hung thủ sau khi nghi phạm nguyễn đức khánh ra đầu thú cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án khởi tố bị can xử lý theo quy định của pháp luật theo thông báo từ bến xe miền Đông mới và bến xe miền Tây, dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 kéo dài 4 ngày nên nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Tuy nhiên, chỉ tăng cao hơn so với ngày thường không nhiều. Các bến xe trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh dự báo lượng khách đi lại dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 có thể giảm 50% do tình trạng xe dù bến cóc xung quanh bến xe phát triển mạnh. Dự báo về nhu cầu đi lại, bến xe miền Đông mới cho biết hiện lượng khách giảm tới 50% so với năm 2022. Đại diện bến xe miền Đông mới cho rằng, nguyên nhân khiến bến xe kém thu hút hành khách là do tình trạng xe dù bến cóc phát triển mạnh ở khu vực bến xe. Không chỉ vậy, một số nhà xe từ tuyến cố định đã chuyển từ hình thức xe hợp đồng hoặc chuyển loại xe ghế ngồi để né quy định hạn chế xe dường nằm theo khung giờ. Một số nhà xe hoạt động theo tuyến cố định trước đây đã chuyển sang chạy hợp đồng hoặc chuyển loại xe ghế ngồi để né quy định hạn chế xe giường nằm vào trung tâm thành phố để đón trả khách sai quy định. Từ các điểm đón trả khách sai này hoặc các bến xe khác, các đơn vị lợi dụng hành trình đi ngang bến xe miền đông mới để đón trả khách khu vực trước bến xe. Thậm chí, các đơn vị vận tải còn đi ngang qua bến xe miền đông mới để đón trả khách khu vực trước bến xe. Để giải quyết tình trạng này, thành phố cần sớm cấm xe khách dường nằm vào nội đô thành phố 24 trên 24, điều chỉnh lộ trình một số tuyến Tăng cường vận tải hành khách công cộng để xóa xe dù bến cóc, phát huy hiệu quả của bến xe hiện đại bậc nhất cả nước, bến xe Miền Đông mới thông tin. Khác với bến xe Miền Đông mới, các bến xe còn lại đều dự báo hành khách tăng cao trong dịp lễ sắp tới. Để xe quay vòng thuận lợi và hạn chế ùn tắc, các bến xe khác cũng kiến nghị Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh có kế hoạch phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng đậu đỗ đón khách sai quy định. Các điểm giao nhận hàng hóa có lên xuống khách xung quanh các bến xe nhằm tránh ùn tắc giao thông và đảm bảo trật tự an toàn giao thông vận tải. Đến nay, các bến xe đều kiến nghị Sở Giao thông Vận tải thành phố, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý xe dù bến cóc, tình trạng đón trả khách sai quy định, lên xuống hàng hóa khu vực các bến xe. Từ đó đảm bảo an ninh trật tự, tránh gây ùn ứ, mất an toàn giao thông. Cuối bản tin sẽ là một số thông tin về tình hình thời tiết. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 16 tháng 8, khu vực Bắc Bộ tiếp tục mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong khi Trung Bộ nắng nóng vẫn tiếp diễn trên diện rộng. Theo dự báo thời tiết ngày 16 tháng 8 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rông, khu vực Trung Bộ nắng nóng vẫn kéo dài trên diện rộng. Thời tiết phía Đông Bắc Bộ ngày 16 tháng 8, ngày có mây, đêm và sáng có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Thời tiết từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, phía Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An, đêm và sáng có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to. Phía Nam, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt. Riêng Quảng Trị, Thừa Thiên Huế có nắng nóng gai gắt gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Riêng Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, 37 đến 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng. Riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gai gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Ở Tây Nguyên, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Thời tiết khu vực Nam Bộ Buổi sáng có bay, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Như thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với những tin tức thời tiết vừa rồi sẽ giúp quý vị và các bạn sắp xếp, xếp lịch trình di chuyển, cũng như kế hoạch phù hợp. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.